Là tôi xin chào tất cả năm cầu thủ đam mê của cá tầm tổ quốc. Hôm nay tập lên cho mình một clip gồm 19 ngàn câu nha. Thì 19 ngàn câu này 19 ngàn câu câu ngâm, hàng chuyên cho anh em câu câu cha, câu chép, câu lăn xê. Có đến từ thương hiệu của Shimano nè. Và bên đây là phần Daiwa. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu hàng lỗi không clip lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất anh bên mọi người là một cây cần thiết nha anh em. Cây cần này cần phíp đây, chất liệu là liệu phíp. Thì cây này là cây cần hai khúc, hàng của China xuất Nhật. Cây này dài 2m1, cứng 120 đó. Phen là phen thường, lỗi sớm nha mọi người, phen thường lỗi sớm. Cây này chia anh em câu bè câu ghe. Thì ngoại hình còn ok nha anh em đó. Thì giá công khai cái số 1 giá là 300 nha mọi người. Cái này nặng là 230 60 g, đọt 3 ly 5. Giá công khai số 1 300 cộng ship. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 là mọi người vẫn là một cây hàng phíp nha anh em. Cây này cây phíp đỏ. Thì cái phíp này thì bát là bát Fuji nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen là phen phen thường nha anh em, phen thường ở xám đây. Đó. Chín bụi chưa lao nữa. Đây, đó. Tất cả phen đều ok cho anh em, không lỗi nha. Đó. Cái này dài 27 cứng 50 nha anh em, dài 27 cứng 50. Ngoại hình còn tương đối. Bát là bát Fuji. À, tem xếp đầy đủ. Đó. Đúng rồi. À, cứng dài 27 cứng 50, hàng này quảng hàng China xuất Nhật. Thì cái này nặng là 300 g, đọt 3 ly 3, giá công khai cây số 2, giá vẫn là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đang mọi người là một cây cần cắm gốc. Thì cây này đến từ thương hiệu của Alpha Taco. Đó, đến từ thương hiệu Alpha Taco. Đây, cắm gốc nha anh em. Thì cây này số bộ phen là một phen bóm nha anh em, một phen bóm. Phen bóm phen Fuji. Thì đọt sạch titan, bu chống sắn. Thì cái này em chưa vệ sinh anh em, và anh em chịu khó lau chùi lại giúp em là sáng bóng. Thì tất cả fan đều ok, keo ok hết luôn. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, hàng cắm gốc. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, thêm test đọt thì độ cứng ra tầm khoảng 50, thích hợp cho anh em câu trên bè anh em, câu trên bè trên ghe đó. Đọt này đọt sẽ thấy tinh nên nó cứng, sẽ cứng đều vô trong nha. Ngoại hình còn tương đối mọi người, ngoại hình còn tương đối sạch. Thì cái này nặng là 330 g, đọt 1 ly 8, dài 1m8, giá công khai cây số 3, giá là 400 nè, 400 cộng tiếp. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần hai ngọn nha anh em, hai ngọn. Một cây cần em lấy từ thị trường Nhật. Chất liệu là liệu carbon. Phen là phen Fuji lỗi xám. Đúng rồi, hàng carbon nhé. Bát là bát Fuji Japan. Phen lỗi xám hết nha. Phen còn rất là đẹp luôn. Bao qua bít 2m7, 2 đọt. Thì cây này nó chủ 2 đọt thì có một đọt bị mắc, mắc khoảng đầu buông như này, mắc khoảng nhiêu đây đó, khoảng đầu buông đây. Thì đọt nó mắc đầu buông là đọt 80 120, bây giờ nó cứng ra tầm khoảng 120 150 nha mọi người. Một đọt là 50 80, đọt 50 80 là đọt zin đó, hai đọt. Chất liệu là carbon, đọt thấp đó. Thì cây này ngoại hình còn rất là ok anh em đó, cho anh em nào thích câu câu cha, câu cá chim, câu chê đó, câu lăng xê thì lấy mấy cây này đánh rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 330 g, đọt 2 ly 1, độ cứng là 50 80, đọt 2 ly 4 là một đọt lỗi nha anh em, nó mắc đồ bụ tí thì nó cứng ra tầm hẳn 120 đó. Rồi giá cái số 4 giá là 900 nha nè, 900 cộng ship. Rồi điểm qua phần bên đây của cây Shimano. Tiếp theo là cây số 5. Thì cây số 5 lên mọi người là một cây cần của Shimano. Đó, cần Shimano nha anh em. Thì cây Shimano là một cây Shimano nội địa. Sẵn là sẵn ít power lock. Sẵn ít nha anh em. Đọt là đọt thấp.
Thì cái này ngoại hình nó xuất sắc, đọt nó bị mắc một tí nha mọi người đó. Thì đọt nó đo là cây này dài là 2m7 mà em đo còn có 2m68 nha anh em, mắc khoảng 2 phân. Chất liệu carbon sẵn ít nè. Thì mấy cái fan này em đi chỉ lại nha mọi người, fan này em đi chỉ lại nè, fan này cũng vậy luôn, fan trên đây cũng vậy, đa phần cây này em đi chỉ lại hết nha mọi người, do fan nó bị do chỉ nó bị mục á mọi người, em đi chỉ lại đó. Carbon cũng là carbon sẵn ít, phôi là bao chắc nha đó. Bao test cho anh em luôn, anh em câu rất là ok. Thì cái này nặng là 245g, đọt 2 ly, dài 2m68. Thì giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu cho anh em, 1 triệu cây số 5. Thì anh em nào không quan trọng ngoại hình đó, lấy cái này về đánh rất là ok nha. Đó, bao chắc, thôi bao ok luôn đó, sẵn ít, đọt thấp. Cây số 5 giá 1 triệu, giá cộng tiếp nha anh em. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6, cây số 7 là một cặp nha nè, cùng thông số. Thì cây này còn nguyên zin. Đó, sẵn vẫn là sẵn ít, cần Shimano, nội địa. Khỏi chê vào đâu rồi cây. Dài 2.7, độ cứng H. Độ cứng H này ra tầm khoảng 80 nha nè. Bô là Bullshit nè, cần nguyên zin, Bullshit. Phôi Pucci loại xám nè. Sáng ít. Đẹp nhau này, đó, ngoại hình tương đối đẹp. Bát Pucci Shimano được cao. Thì cái này nặng là 240g, đọt 1 ly 5, cứng 80. Thì cây số 6 giá công khai 1 triệu 3 nha nè, 1 triệu 3 cộng chiếc cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cái số 7 vẫn giống như cây số 6 thôi. Đó. Chất liệu carbon sẵn, hàng Shimano nội địa, Bát Pucci Shimano. Phôi sẵn ít, đọt là đọt thấp. Rất là ok nha anh em. Đó. Thì tặng nguyên zin, Bullshit. Phen nó đây, đó. Rất là đẹp. Rồi, hình nó có xuất sắc li ti nè. Rồi, giá công khai cái số 7 giá quán là 1 triệu 3 cộng ship nha. Đọt 1 ly 8, cứng 80, nặng 240g. Tiếp theo cái số 8. Thì cái số 8 và cái số 9 là một cặp nha anh em. Đó. Chiếc này lên cặp cho anh em. Đó. Thì cây số 8. Cái số 8 vẫn là một cây Shimano. Sẵn bầu ít. Thì cái này được cái là phôi nó sẵn ít. Cứng hơn hai cây số 7 và số 6 và số 7 tí. Đó. Bát Pucci, bát tờ cao, dạng có mấy miếng nhựa này nè. Đó. Kẹp máy lại, đừng cho chèn chân máy. Sẵn ít. Đó. Dài 2m7. Thì đây nè, nó có xuất sắc đi ti nha mọi người. Thì cần nó để trên đây là cứng ra tầm khoảng 120-150 nha. Đọt thấp, đọt sự tinh. Thì đa phần những đọt này á, nó sẽ cứng đều trong nha. Đó. Rất là bảo cái, rất là nhạy nha mọi người. Đó. Keo chỉ đây. Đó. Thì keo chỉ đây nè mọi người. Em đi keo đi chỉ lại hết rồi nha. Đó. Cái này đa phần là đi hết 100% luôn á. Đó. Cần sao thì bảo anh em vậy. Coi. Thì cái này nặng là 324g, đọt 2 ly 3, cứng 120, giá công khai cây số 8 giá 1 triệu 4 nha mọi người. Tiếp theo cây số 9, mọi người, cây số 9 vẫn là một cây Shimano, ngoại hình có xuất sắc li ti. Phôi thì bao chắc, sẵn ít, phôi sẵn ít nha mọi người. Fan Pucci lọ xám. Rất là đẹp. Thôi thì ok rồi. Đây.
Bata Ben anh em, hàng nội địa. Thì mấy dòng này thì đánh cha đánh chép của lăng xê, đánh bao lực là khỏi chê. Đó, đọt cứng đều vào trong. Thì cái này nặng là 224g, đọt 2.3, cứng 120, cây số 10, cây số 9, giá công khai 1.4 nha anh em, 1.4 cộng ship. Tiếp theo qua cái số 10. Thì cái số 10 nó còn full tối nha mọi người, nó full tối full hộp luôn. Đó. Thì cây số 10 là một cây Shimano Power sẵn X Power Lock. Thì Power chứ. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 hai đọt. Đó, dài 2m7 hai đọt, fan Fuji dạ quang. Thì cái này nặng là 280g. Đọt là 2.2 và 2.4. Đọt 2.2 độ cứng là 60. Đọt 2.4 độ cứng là 60-80 nha mọi người. Đó. Còn tối nha. Rồi, tối số 10. Rất là đẹp nha anh em. Fan là fan Fuji dạ quang. Bát Fuji tam quang. Fan ok hết nha anh em. Đọt là quẳng là đọt tháp nha. Fan là khỏi chơi. Sẵn nghiệp toàn thăng. Hai đọt, một đọt cứng 40-60, một đọt cứng 60-80. Đó. Rất là đẹp. Full tối, full hộp. Thì cái này cái số 10 giá công khai là 1.8 nha mọi người, cái số 10. Tiếp theo cái số 11. Cái số 11 lên cho mọi người là một cây Shimano phen lá 3 khúc. Thì cái Shimano dạng phen lá này rất là nhiều anh em đặt luôn. Đó. Thì cái này dài 3m, độ cứng M. Thì độ cứng M tương đương với tầm khoảng 50 nha anh em, 50-60. Phen là phen Fuji lá. Bù của nó là bù Fuji chống sắn. Bát Fuji, bát Fuji Shimano. Đó. Ngoại hình tương đối đẹp nha anh em. Ngoại hình tương đối đẹp. Bù ok nhé. Phen này dạng phen lá này lỗi xếp thích nha anh em, phen lá này lỗi xếp thích nha. Rất là chắc, rất là cảm giác luôn. 3m cứng màu. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 2.3, độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Nó dạng sơn kim tiến ánh kim nè, rất là đẹp. Đây cũng vậy. Cây số 11 giá công khai 1.5 nha anh em, 1.5 cộng ship. Theo lóc bên đây nha mọi người, lóc đây lóc cổ cần đây quá. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 12. Đó. Thì cây số 12 lên cho mọi người một cây cần đây qua. Thì dòng đây qua là dòng đây qua carbon vít cơ. Đó, dòng nội địa nha anh em. Dòng carbon vít cơ chất lượng nó là dạng carbon sắn ít, mà sắn kêu quậy cá. Đó. Sắn nó sẽ dày hơn. Rồi. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám nè. Đó. Đây qua. Bát là bát đây qua, bát từ cao. Đó. Phôi carbon sẵn. Anh em có thấy nó sẵn nè. Đây, sẵn ít nha mọi người. Đây, fan rất là đẹp nha, fan lỗi xám. Thì cái này mình xin đọt. Đọt nó là bù chống sẵn nha anh em, đọt bù chống sẵn. Bo bít cơ mã cốt sẵn nha nè, nhìn anh em rất là đẹp. Thì cây này cứng 50 nha anh em, cứng 50, dài 3m9, chiều dài này chuẩn cho anh em cầu lăng xê, cầu cha, cầu chép, đánh tập chi điện. Loại này anh em muốn cứng về cắt lại một tí là sẽ cứng. Đó. Thì cái này
nặng là 350g, 355g, đọt 2 ly, giá công khai cây số 12, giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu, 3m9, cứng 50. Tiếp theo là cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người là một con đai hoa. Thì dòng đai hoa là dòng đai hoa cốt sáng ít, carbon sáng ít, carbon hai da, đai hoa cốt nha nè, cốt đọt thấp, phen vẫn là phen Fuji loại xám. Thì cây này dài 2m7, độ cứng 50 rồi, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80, hai đọt nha nè. Sáng nhất rất là đẹp nha, carbon Batabat Fuji Japan. Cái này được sản xuất tại Taiwan nha anh em, nó được sản xuất tại Taiwan. Ngoại hình thì nó có xuất sắc li ti thôi đó. Thì cái này chỉnh cho anh em câu lăng xê nha, câu lăng xê, câu cha, câu chép, câu cá chim đó. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly, đọt cứng 50, đọt 2 ly 3, đọt cứng 80, giá công khai cây số 12, cây số 13, giá công khai là 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cây số 13, rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 lên cho mọi người là một dòng cần khá nổi tiếng ở Việt Nam, anh em đánh rất là nhiều luôn. Thì một dòng cần đai hoa Helilock. Thì cây này một cây đai hoa Helilock, độ cứng là độ cứng 80 đó. Độ cứng 80, dài là 3m3, độ cứng rất là chuẩn luôn, chuẩn cho anh em săn hàng đó. Cứng 80 là thuộc dạng đi săn hàng rồi. Phen là phen Fuji loại xám, phôi là phôi sáng ít, sáng rất là đẹp, phôi cực kỳ chắc luôn. Thì sáng ít tới ngọn anh em, carbon sáng tới ngọn, phen là phen Fuji loại xám nè, rất là đẹp nhé. Em cần thì nó có xuất sắc nha mọi người, cần vẫn có xuất sắc. Thì cái này sản xuất vẫn là sản xuất tại Taiwan, xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật đó, rất là đẹp. Ngoại hình xuất sắc li ti. Thì cái này nặng là 480g, đọt 3 ly, cứng 80, giá công khai cái số 14, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cái số 14. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người là một cái dòng cần đai hoa carbon Whisker. Thì dòng này là một dòng nội địa nha mọi người, dòng carbon Whisker là đa phần nội địa hết. Ngoại hình thì có xuất sắc li ti thôi đó, nhưng mà phôi là phôi sáng ít nha mọi người, phôi dòng carbon Whisker này dòng sáng ít, phôi đen bát Fuji tam quan sẵn, rất là đẹp nha anh em. Đọt sẵn cargo nè, đọt vẫn là đọt carbon nhé, bù chống sẵn. Sáng ít nhanh em, sáng ít carbon Whisker. Thì cây này cứng 30, dài 3m anh em, cứng 30, dài 3m. Bánh lăng xê, câu chép thì không còn gì phải bằng bàn nữa đó. Rất là chắc. Đẹp nha mọi người. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2,7 ly, độ cứng 30, dài là 3m. Giá công khai là 1 triệu nha anh em, cây số 15, giá 1 triệu. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần phen lá. Thì cái cần phen lá của đây qua cây số 16, anh em nhìn phen này nè, cực kỳ dày nha. Thì dạng phen lá này thì dạng chuyên cho anh em đánh cảm giác rồi đó. Thì cái này một cây phen lá đây qua phôi hấp xít, phôi đời cao nha. Thì cái này cứng 30, dài 3m6, chỉnh cho anh em câu cá chép, câu hồ dịch vụ, câu cảm giác thôi đó. Bù chống sắn, phen là phen lá lỗi xít. Thì đa phần những phen này em đi keo lại hết nha anh em, đi keo lại hết rồi. Nó bị phen nó không phải,
cái chỉ nó bị mục lắm mọi người, đi keo lại hết cho anh em luôn. Đó. Cái cần nào đi keo lại thì em nói đi keo lại nha mọi người. Đó. À, bát tài bát đây qua, bát tài cao, coi coi carbon. Đó. Cần thì ngoại hình tương đối ok, đó, sạch sẽ, không có vết xước nào mà nó lớn hết, đó, đa phần những vết xước đi ti thôi. Được cái là bộ phen cắt giúp hồi nó đời cao, rất là ok luôn. Dạng anh em câu chép, câu ao, hồ, câu lăng xê, câu cảm giác rất là ok, khỏi chê. Đó, câu cá, cha, chê, chim thoải mái. Thì cái này nặng là 270g, đọc 1.7, cứng 30, dài 3m6, giá công khai là 1.2 nha anh em. Cây số 16, 1.2. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 lên cho mọi người một cây dòng cần đai qua, Pencil Rip. Thì dòng đai qua này, dòng đai qua cắn dẹp nha anh em. Cắn dẹp, hàng cây, hàng đai qua, cặp con mít cơ, đó, hàng nội địa. Đọt đọt tháp nha nè, đọt tháp, bát tầm bát đây qua, Fuji, phen là phen Fuji loại xám, phôi phôi carbon sẵn, phen phen Fuji loại xám. Thì cái này em thay bu rồi nha nè, cái này được thay bu rồi, bu vẫn là bộ Fuji, thì nó vẫn giữ đủ chiều dài của phen nha mọi người, vẫn đủ chiều dài của cần, 2m7. Thì cây này 2m7 độ cứng ra tầm khoảng 80 nha anh em. 2m7 độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120 vì đọt cây này đọt tháp. Đó. Anh em, dạng nó tháp, đọt sứ tinh mà thoát. Dạng sáng ít nè, đó. Thấy không? Cho anh em xem. Đó. Thì cây này nặng là 300g, đọt 1.6, độ cứng 80 đến 120. Cây số 7 giá công khai 1.2 nha mọi người. 1.2 cho cây số 7 hàng nội địa. Đó. Cán dẹp. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người là một cây cần đai qua. Thì cây này là một cây cần đai qua cán dẹp hàng nguyên sinh. Đó. Phen lên nè, phen lỗi xám. Bát tầm bát Fuji. Phen rất là đẹp. Phôi phôi sáng nhất nè, cặp bao nhiêu cơ. Đọt vẫn là đọt tháp nha nè, đọt tháp sẽ tới tinh. Đó. Phen còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì nó để trên đây đây, đầu cứng tầm khoảng 100 đến 150 đây. Bù bù trong bù dặn bù bù xít nha nè, bù xít mà chè. Ngoại hình đẹp nhé. Hàng nội địa. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2.2, đọt cứng ra tầm khoảng 100 đến 120. Giá công khai cây số 18, giá là 1.4 nha mọi người, 1.4 cộng ship. Tiếp theo cây số 19. Thì cây số 19 em lên cho mọi người là vẫn là một dòng đây qua, hơi lóc, dòng carbon mít cơ. Đây, đó. Sáng ít. Thì phôi này, phôi đời cao hơn hai cái kia tí. Cán ở đây, cán dạng cán 3 khúc đời cao nè. Nè mà thấy phôi nó đây, dạng phôi nó sẵn đây. Đây, sẵn vòng này mọi người, sẵn vòng sẵn ít, sẵn hai da, phen là phen Fuji loại xám, bát tầm bát Fuji, Simon, bát Fuji, đai qua, tam hoàng. Phôi nha, phôi đai qua sẵn ít, rất là đẹp nha, cặp bộ mít cơ, phen là phen Fuji loại xám nè, bù loại xám luôn. Ngoại hình cây này đẹp nha anh em, ngoại hình cây này đẹp. Cây này thì carbon nguyên cây nha anh em, carbon nguyên cây. Thì cây này nặng là 300g, dài 2m7, đọt 2 ly, cứng là cứng 80. Thì giá công khai cây số 19, giá 1.5 nha anh em. 1.5 cho cây số 19. Rồi, đó tổng cộng 19 cái cần em ra cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.